Thưa quý vị, thì hiện nay tôi đang có mặt tại một cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Ngay từ sáng sớm thì tại cơ sở này đã có khá nhiều người dân đến chen chúc mua vàng cầu may. Bất chấp giá vàng biến động tăng trong ngày vía thần tài, nhiều người vẫn duy trì thói quen mua vàng cầu may. Ngày thần tài cả nước thấy ai cũng đi mua vàng không à? Cho nên là không ai ai cũng đi sắm một chỉ vàng hay là năm thân chứ đều phải đi để về để lấy máy bạn đầu năm. Thường thường là từ truyền thống đời nào giờ là đầu năm mùng 10 là mua một chỉ cho nó may mắn trong cái đời năm mới mà. Với các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, đây là đợt giao dịch lớn nhất trong năm. Để đáp ứng nguồn cung phục vụ thị trường, các cơ sở đã chuẩn bị lượng vàng nhất định phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Giá vàng niêm yết tại các cửa hàng vàng, bạc, đá quý trên địa bàn vào chiều tối qua đến sáng nay đối với vàng SJC mua vào 7.600.000 đồng một chỉ, bán ra 7.800.000 đồng một chỉ. Vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 mua vào 6.290.000 đồng một chỉ, bán ra 6.390.000 đồng một chỉ. Mức giá tăng nhẹ so với tuần trước do ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên các cơ sở kinh doanh dự báo lượng vàng bán ra trong dịp này sẽ giảm khoảng 30% so với những năm trước. Xu hướng chọn mua sản phẩm của người tiêu dùng cũng thay đổi để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang ý nghĩa cầu may. Năm nay cũng chuẩn bị là nhẫn 5 phân một chỉ, rồi cũng có nữ trang bàn tay á, cũng bán vậy thôi chứ mà bây giờ là nó đưa lại là coi như năm nay bán nó cũng không có được bao nhiêu, cho nên chuẩn bị cũng vừa phải thôi. Hiện tại là mình cứ chuẩn bị là nhẫn 5 phân với một chỉ thôi. Còn thần tài thì năm ngoái còn tí đỉnh thì năm nay bán thôi chứ không có mua, không có mình không có nhập vì sợ là coi như bán không được. Vì cái là tiền công nữa, còn nhẫn là không có tiền công.